hơi nhỏ chứ không có ăn quả na này không. Thank you.
ăn mấy cân? Còn chị ạ.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thank you.
nhín khéo rồi chị. Rửa chị ơi. 48. 9.000. 8.000. Nhưng mà bỏ nó không ngọt đâu. Thank you.
Gần 49 cân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
xem nào. Cái giả gì có phải ngọt đấy nhỉ? Đâu. Mẹ ui mẹ. Này nhìn, bà khựa chị ơi. Cái này gọi là kim cô nương. Kim cô nương. Bán bao nhiêu mà cũng bán bao nhiêu cân này? 30.000 bà. Vừa cắt nên là nó vẫn còn đầy. Chị phải gọt con ngọt lắm. Nó không phải thì cái này ngọt rồi. Cái này là ngọt rồi. Không, không, không. Do vậy thì đến ngày mai ngày kia gần nó mới ngọt. Thế đến mua à? Ngọt lắm. Thế thì chị. Thằng hồn được có giống. Kéo cuống đi. Cá biết đâu gọi nào. Cái học viên giống. Cái này không ngon, không lấy tiền thật. Con này không ngon, không lấy tiền thật. Người bà con ơi, ngon không ngon, không lấy tiền nhá. 30 triệu. Quả nào là quả già. Không ngon, không lấy tiền thật. Ngon, đang lấy quả néo. Thôi mình cũng lấy một quả ngon quá không thể cưỡng được. Bác lấy hai quả đấy. Lấy sau cái túi đi màu xanh. Bây giờ chị bảo này, tôi em cái nhiệt điện mới đặt vào đấy cho nó nhanh. Cho vé vào hai cái túi đi. Một túi không? Đây trước mặt đây. 48 hay nha. Đấy, thế là cứ lấy không trả tiền. Đây. Cái này cũng cân xấu. Của bác là bao nhiêu nhỉ? Bác này một cân. Một cân 20.000. 48. 6 quả nào cân không? Hả? Quả nào cân không? Có rồi. Chắc phải hơn cân đấy. Ít nhất phải hơn cân cân 4. Bác ơi. Chẳng lấy gì. Đúng không? 48.000. Bay nghe đây mấy cân, bay nghe to. Bay nghe là rút lại gì? Nào thì anh xem với anh biết. Ba là 9. 99.000. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Chịp đuổi, ấy bo luôn 1.000. Quả này nhá, hai quả này cho con một quả. Vâng. Tuần này về hai lần rồi đấy, phải rồi. Xin lỗi cha, nghe chị đâu điện thoại hắn phải trang nữa. Quả đấy. Này. Hôm nay là kiểu làm chơi thật đấy. 6. Còn có nhiều đều gần giống nhau ấy, từ 1 cân 4 đến 1 cân 6 cân 7. Nào là ngon. Ba mươi nghìn đấy chứ. Quả này quá ấy ạ. Cân 6. Đặt bình thường mà đi. Đi. Không được cân 7 à? Cân 7 mới lấy, cân không lấy ra. Cân 7 không có quả nào chứ. Bữa này vẫn thế thôi. Không cùng để... một lưới. À, quả này được. Cân 6 tươi đấy. Có nhiều con lên đấy. Có giống không lại cắt các bạn kia. Cái này cũng cân 6. Và cân 2. À, cân 2. Cân rưỡi. Cân rưỡi. Bye.
Ui, mình đi trăm nghìn là vui đơn ăn được rồi. Đấy, ăn thử đi chị. Em không biết tổng đồng. Đây, có hai đứa đi học và ba chị em để bảo vệ này bán một nước bán một nước. Bà là không quân tơ tơ thủ phấn này. Bà đi to là giảm. Bà đi làm gì?
nay về sao sao rồi. 60.000 này là 60.000 hả má? 65 nè. Chị cứ thấy nó thế thôi, đang muốn cả chỗ nào rồi thôi.
xong đứng dậy đi luôn à? Còn đây là lần 3 à? Ừ, mai lại mở lần này, ngày kia mở lần này. À, cái đây là lần theo lấy dàn thôi. Vâng, thế giờ em lấy hai dàn này. Đấy, em cứ nhiều hết. Cái này em cứ xong rồi là, thì em ra ngoài kia em cân cho em. Ok, không vấn đề. Vâng.
viên phục vụ gia đình chính sách, hộ gia đình phục vụ người, hộ cận nghèo, người có các vấn đề liên quan đến tai, mũi, họng, người già trên 60 tuổi. Trong phòng khám sức khỏe được thực hiện bởi các bác người có các vấn đề liên quan đến tai, mũi, họng, người già trên 60 tuổi. Trong phòng khám sức khỏe được thực hiện bởi các bác sĩ có kinh nghiệm của bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang. Người tham gia khám, tư vấn sức khỏe sẽ được kết nối khám theo. Chuyến bay bị chậm là chuyến bay có thời gian sở hữu trí tuệ nhân tạo AI sang Trung Quốc. Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang hoàn thiện một sắc lệnh hạn chế đầu tư vào các lĩnh vực nhất định, bao gồm chất bán dẫn tiên tiến, điện toán lượng tử và trí tuệ nhân tạo. Bảo vệ sức khỏe NATO Space Platinum được bổ sung hết thành phần mới. Này, ông chủ ngủ hay sao mà cứ ngáp ngắn ngáp dài thế? Một đêm đi tiểu nhiều lần. Cũng giống bội phần ông ơi. Ôi, tuổi này thật yếu đó thôi. Sinh lý suy giảm chẳng vui vẻ. Sản phẩm hiện có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chồng em, công việc suốt ngày đêm. Ông ngủ thấp thường tâm thần cũng triền miên. Đất cơm nhỉ?
từng cái đánh vào khi từng ngày vào chính chính hôm qua tầm này chẳng ai không có cả từng ngày mình đã tới ta anh ơi chúng mình thật xa đó từng bài ra từng ngày sau để cùng ta vẫn cố gắng đó một bàn giờ đây với sau theo từng chi giờ ai để một sau Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Custard Apple Fruit Goes để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hai bình phút, một phong sáu, 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 một phong sáu
What?